Cách uống nước bằng miệng, một số lưu ý như sau: không cầm tay lên miệng ly, không đổ nước từ trên đầu đổ xuống, không cầm ly quá cao vì sẽ gây ướt áo. Cách thực hiện như sau: đầu tiên chúng ta tắt quạt cho nó tiết kiệm điện. Bước 2, dùng tay trái nâng ly lên trước mặt, xoay một góc 180 độ, dùng tay phải đỡ mặt còn lại của ly, sau đó đưa mồm vào, uống. Từ từ hạ ly xuống. Chúc các bạn thành công nhé! Cách xử lý khi bị ngã. Đang đi trên đường, vô tình bạn có thể vấp trúng một cục đá hoặc một con kiến khiến bạn bị ngã và có thể gây chấn thương. Vậy sau đây tôi xin hướng dẫn bạn cách xử lý. Khi bị ngã, không nên móc điện thoại ra gọi người thân đến đỡ vì sẽ không kịp. Khi ngã, chúng ta thường có xu hướng đưa cánh tay ra sau. Nhân cơ hội này, hãy nhanh tay lấy chiếc dép trên chân của bạn và đưa ra phía trước để lên mặt đất. Lúc này, khi đầu của bạn tiếp đất sẽ đập vào chiếc dép và chắc chắn không gây tổn thương. Thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn áp dụng thành công nhé. Bye bye. Cách dựng cái ghế màu đỏ. Nếu như bạn lỡ làm đổ cái ghế màu đỏ, vậy phải làm sao để nhặt lên đúng cách? Bước 1, đem ghế ra ngoài sân và thực hiện thao tác khử trùng. Bước 2, ta đem ghế vào trong nhà. Bước 3, ta sử dụng dây móc móc một đầu vào cạnh dưới của cái ghế. Bước 4, ta dùng chân trái cố định thanh ngang bên dưới của cái ghế. Bước 5, dùng tay trái kéo một lực vừa phải và từ từ để cho ghế dựng lên. Vậy là chúng ta đã dựng thành công cái ghế màu đỏ rồi, và đây là thành quả. Chúc các bạn áp dụng thành công nhé. Follow mình để học thêm nhiều mẹo hay nhé. Cách bật quạt đúng cách. Cần chuẩn bị một cái chổi có độ dài khoảng 1 mét và một cái ghế màu đỏ. Bước 1, đặt ghế đối diện với quạt và cách quạt khoảng 40 cm. Bước 2, ngồi xuống ghế. Bước 3, ta đưa chân trái lên một bên quạt sao cho chân song song với mặt đất. Bước 4, ta đưa cán chổi lên và tạo với chân trái một góc 45 độ. Bước 5, ta dùng cán chổi nhấn vào một số mà bạn muốn mở. Bước 6, từ từ hạ chân xuống và hạ chổi xuống. Cách điều chỉnh góc quay của quạt. Ta đan hai bàn tay vào nhau, đưa ra sau gáy, dùng hai khuỷu tay điều chỉnh góc quay của quạt theo ý muốn. Chúc các bạn thành công và nhớ follow mình để học thêm nhiều mẹo hay nha. Những mẹo hay giúp cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc hơn. Nếu bạn đang buồn, hãy vui lên. Nếu bạn đang cô đơn, hãy có người yêu. Nếu bạn xấu, hãy đẹp lên. Nếu bạn đang nghèo, hãy giàu lên. Nếu bạn lùn, hãy cao lên. Nếu bạn mập, hãy gầy đi. Cuộc sống này thật đơn giản phải không nào? Mẹo để gỡ túi ni lông khi lỡ buộc quá chặt. Chắc chắn chúng ta ai cũng đã từng gặp trường hợp khi chúng ta thắt nút quá chặt túi ni lông như thế này thì rất khó để gỡ ra, và sau đây là mẹo nhé. Các bạn hãy từ từ lấy cái mấu này này, chúng ta cầm. Rồi sau đó chúng ta lấy cái kéo chúng ta cắt. Rồi xong, đơn giản ha, xong rồi đó. Cách để chụp hình selfie một cách tự nhiên, nhiều bạn cứ cười thế này, rất là sượng chân. Mình chỉ cho các bạn một số câu thần chú để chụp hình thật tự nhiên nhé. Thằng điên, chó, bị cắm sừng, hết tiền.